Xin chào anh em. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật không thể lý tưởng hơn để chúng ta ngồi đây chia sẻ về bóng đá. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Mourinho bó tay, AS Roma lại thua sốc. Lần thứ hai trong mùa giải đấu trường châu lục, đoàn quân do người đặc biệt dẫn dắt hứng chịu thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trong khuôn khổ tứ kết UEFA Conference League, AS Roma hành quân đến Na Uy chạm trán Bodo Glimt. Hai đội cùng góp mặt trong một bảng đấu ở giai đoạn vòng bảng và Bodo Glimt từng tạo ra cơn địa chấn khi nghiền nát Giallo Rossi với tỷ số 6-1. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Jose Mourinho đặt hy vọng vào Henry Mkhitaryan, ngôi sao ghi bàn duy nhất định đoạt chiến thắng trước Sampdoria mới đây. Phút 37, ngôi nổ Armenia kiến thiết cho Tammy Abraham đối với mặt thủ môn đội chủ nhà. Đáng tiếc, tiền đạo người Anh không thể đánh bại Nikita Hankin và nỗ lực tung người móc bóng sau đó cũng bất thành. Dù sao, 6 phút sau, van mở tỷ số cũng đến với các vị khách. Vẫn là Mkhitaryan với nhãn quan ấn tượng, kiến tạo cho Lorenzo Pellegrini tung cú sút chân trái lập công. Tuy nhiên đầu hiệp 2, Roma lại bị gỡ hòa. Cú dứt điểm của Bryce Oembangomo từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm người Olic Sanet đổi hướng, làm thủ thành Rui Patricio bị bất ngờ và không thể ngăn chặn. Giallo Rossi cố gắng tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, bao gồm cú sút xa bị Hakim cản phá của Pellegrini ở phút thứ 71. Chẳng những thế, câu lạc bộ Serie A còn hứng chịu thêm bàn thua ở phút thứ 89. Bóng bay từ cú đánh đầu của Hugo Vélezsen chạm người Matias Vina bay vào lưới khiến Patricio chỉ biết chôn chân. Bodo Glimt tiếp tục là bài toán khó khiến Mourinho phải đau đầu ứng phó. Bản tin hôm nay sẽ tiếp tục với một số thông tin chuyển nhượng đáng chú ý. Dybala có động thái khi được Arsenal liên hệ. Ký giả Fabrizio Romano khẳng định Paulo Dybala sẽ rời Juventus với tư cách cầu thủ tự do vào cuối mùa giải. Đó là lý do Arsenal được cho là đã đánh tiếng chiêu mộ Dybala. Theo Corriere dello Sport, Dybala cũng muốn chuyển ra nước ngoài thi đấu sau khi chia tay Juventus. Và như vậy, Arsenal là một trong những bên đỗ mà Dybala đã sẵn sàng xem xét gia nhập vào mùa hè. Thỏa thuận xong xuôi, Liverpool hoàn tất tân binh đầu tiên. Fabrizio Romano xác nhận, thương vụ Fabio Cavanho tới Liverpool hoàn tất, đã xong kiểm tra y tế với sự cho phép của Fulham. Liverpool tiêu tốn 5 triệu euro, kèm 2,7 triệu euro phụ phí. Bản hợp đồng có thời hạn kéo dài tới 2027. Liverpool không có kế hoạch để Cavanho trở lại Fulham dưới dạng cho mượn. Thương vụ sẽ được công bố vào tháng 5. Man United chuẩn bị phá kỷ lục chuyển nhượng. Theo Goal, Man United sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán số tiền 120 triệu bảng để thuyết phục West Ham nhà Declan Rice. Nếu thương vụ này thành công, quỷ đỏ sẽ biến Rice trở thành thương vụ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ, vượt qua vụ chuyển nhượng Paul Pogba từ Juventus 89 triệu bảng. Theo Romano, quỷ đỏ coi Rice là mục tiêu hàng đầu vào mùa hè. Thay Tierney, Arteta phân vân trước 4 sự lựa chọn. Mikel Arteta sẽ phải nghĩ cách giúp Arsenal giải quyết bài toán không Kieran Tierney trong các trận đấu sắp tới. 1. Tin dùng Nuno Tavares. Nuno Tavares là hậu vệ cánh trái, nên anh nghiễm nhiên trở thành phương án đầu tiên trong mắt Mikel Arteta. Chỉ có điều, hậu vệ người Bồ Đào Nha đang thể hiện phong độ tệ hại trong các trận gần đây, cụ thể là trước Crystal Palace. Do đó, Arteta phải quyết định xem liệu có nên tiếp tục với cầu thủ 22 tuổi và hy vọng anh ấy sẽ trở lại phong độ cao nhất, hoặc chuyển sang tin tưởng một người khác để lấp đầy khoảng trống mà Tierney để lại. 2. Đảo cánh của Cedric. Một người khác để Arteta nghĩ đến là Cedric Suarez. Vị trí hậu vệ trái là vai trò mà cựu cầu thủ Southampton thi đấu tốt trước đây, nên anh không lạ lẫm với khu vực này. Nhưng với Takehiro Tomiyasu đang bị chấn thương, Arsenal không có phương án hậu vệ phải thuần túy nào khác. Nếu Arteta quyết định chuyển Cedric sang ngành cánh đối diện, điều đó có nghĩa là Ben White phải từ bỏ khu vực trung tâm để sang đá cánh phải. Điều này sẽ tạo ra vấn đề, bởi Arsenal phải đặt kỳ vọng vào hai cầu thủ không có vị trí sở trường ở khu vực mà họ được giao phó. 3. Cứu cánh Saka. Granit Xhaka đã có nhiều lần đá hậu vệ trái khi Arsenal cần một nhân tố luân chuyển bóng từ tuyến dưới. Khi Tavares bị thay là trước Palace, Xhaka là người chám vào vị trí mà cầu thủ người Bồ Đào Nha để lại. Song, với việc Thomas Partey vừa gặp chấn thương, nếu Xhaka giặt cánh trái, Arteta phải tìm tiền vệ trung tâm thay thế. Với việc tuyển thủ Ghana phải nghỉ thi đấu tới vài tuần, rất khó có khả năng Arteta quyết định loại Xhaka ra khỏi khu vực giữa sân. 4. Chuyển sang hệ thống 3 hậu vệ. Đã hơn một lần trong mùa này, Arsenal chuyển sang hệ thống 3 hậu vệ khi Rob Holding được trao cơ hội. Cầu thủ 26 tuổi thi đấu ăn ý cùng Ben White hay Gabriel, nên phương án này là điều Arteta có thể tính đến. Khi ấy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể sử dụng Tavares như một wing back, vị trí quen thuộc hơn dành cho cựu sao Benfica. Nhưng việc chuyển đổi đội hình vào thời điểm quan trọng như vậy của mùa giải có thể gây xáo trộn vì các cầu thủ của Arteta đã quen với hệ thống 4-3-3. Quan trọng nhất,
sơ đồ ba hậu vệ thường không có chỗ dành cho số 10 thích hoạt động bên 1/3 sân đối thủ như là Odegaard. Ngoài ra, các cầu thủ khác sẽ phải thích nghi với vai trò mới, điều không thể sớm làm quen chỉ trong vài buổi tập tới. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của VFTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.